À đấy bà Vòng nó vào đây rồi. À, nó vừa mới nhắc bà Vòng thì bà Vòng nó vào đây rồi. À. Thế bà chắc là ở nhà bận vội gì mà vào muộn đấy. Bà bây giờ à. Vâng, à, đây là bác hay là vâng, đấy, chắc là đa số là bác đúng không? Vâng. Thế bác, vâng, bác tên là bác gì ạ? Bác Tính, vâng, đấy. Phải hỏi thế để lần sau có gặp bác thì may thì còn nhớ còn... Bây giờ có thế này, vâng. Ok, lúc nào cũng sẵn sàng mời các bà các bác về chơi chứ. Chẳng qua là các bà các bác là cứ bận công bận việc rồi. Vâng, có đúng không ạ? Bây giờ chỉ có cái dịp gọi là cưới xin hoặc là công việc này khác. Xuống nhà mình nhìn ra là chị nhớ được bà tao. Không, em cũng về nhưng mà thỉnh thoảng mới về thôi, cũng về gần nhất thì cũng chắc cũng phải 1-2 năm rồi. Hai năm rồi. À. Chứ còn... Dạ. À vâng, em đi. Dạ. À thế ạ, à, vâng. Thế thì quý quá. Thế thì lần sau về là em cứ lại hỏi thăm đến nhà bác nhá. Đến à, nhà bác có gần đấy không? Có gần. Chỗ nào ạ? Nhà Quốc Khánh. À thế ạ, à, vâng. Thế rồi những dịp mà các bà các bác ra uống bí thì gọi là cũng phải đi, tất nhiên là có thể đi công việc nhưng thỉnh thoảng gọi là nhớ là rẽ vào nhà bọn em chơi tí, gọi là có khi ngồi mấy phút nhưng mà lâu lâu gặp nhau. À, ngay còn đồng hồ. Đồng hồ à? Ừ. Thế cháu có hay ra uống bí à? Cháu thì học bên cơ giới đấy. À thế à? Thế thì mày thuộc dành đất uống bí quá là gì nữa. Thế nhưng mà bây giờ có hay qua uống bí không? Chắc ít à? Ừ. Lúc nào qua thì qua nhà chú, nhà này phải gọi bằng chú đúng không ạ? Bác ơi, bác này, bác à? Cháu. À, không cháu nhưng mà bây giờ nó gọi em thì chắc nó gọi bằng chú hay là bác? Chú, đúng rồi. Chú chứ, vâng. Thế thằng cháu này là con bác nào? Con bác Cương. À, con bác Cương, vâng. Bà ơi. Bà ơi. Bà. Thế thế bác này là bác tên là gì ạ? Bác Gần. Tôi tên là Gần. Bác Gần, vâng, ôi, tên bác rất hay. À. Rất là lúc nào cũng có cảm giác gần bác đúng không? Ừ. Nhưng mà bác mà ăn mặc cái này là người ta sẽ nghĩ rằng ngày xưa là bác thế nào làm công chức hay là quan xã gì đây? Quan huyện gì? Tham gia công tác quốc vụ. Không giờ về nhà cũng đã lâu lâu ruộng hay gì chưa biết nhưng mà trông tướng bác là ít ra trước đây cũng phải tham gia cái công tác gọi là cán bộ vẫn ông lấy bỏ bây giờ xây sang của nhau ông đấy rồi nếu mà cố tình là mình xây ra hôm nay ông mới cho cò bóng bộ nãy giờ không ấy không bỏ hết ba con dân bỏ đang bác có anh dân không lẽ chịu nén à thế là bác chính là nhà đang xây đấy à nhà em đây là cô dâu à chị đây đây là anh là chị dâu em là con út của bà đấy à vâng cái đấy sổ đỏ đấy nhìn sổ đỏ như thế đấy vừa là sổ đỏ mà vừa có tường rào cái cây củ cả mà tường rào có cả vâng cái này giờ dễ không như ngày xưa nó không có sổ không có giấy nó khó bây giờ nó dễ rồi đúng rồi không
không có phải. Đấy, mà có khó khăn lắm thì nhờ cán bộ địa chính ở xã người ta xuống người ta chỉ cho. Người ta sai. Người ta khách quan, người ta chỉ. Người ta căn cứ vào. Có cây sạc, có. Rồi thiết bị đo đấy bây giờ nó chính xác. Chứ không phải cầm xước xước kéo kéo. Đã có bờ rào. Vâng. Có